Nhà kế bên F0 cho nên mình không còn cách nào khác là phải sống chung với lũ, buộc phải trang bị súng nano K5 bắn chống khuẩn thôi quý vị. Wow, khi mình dùng chai xịt cồn không mà mình phun vào không khí á, thì nó bắn ra tia nước, thứ nhất là hao cồn mà thứ nhì là nó là một cái tia nước rõ ràng cho nên nó rơi xuống đất ngay. Còn từ lúc mà mình trang bị được cây súng nano này thì thứ nhất là trong tia khí của nó có nano, thứ nhì nó biến tất cả những cái hạt cồn mà mình bình cồn mình gắn vào nó biến thành không khí luôn, hạt rất mịn như hạt khí luôn, để nó hòa tan vào trong cái buồng không khí của gia đình mình, nhà mình. Và thứ nhất nó tạo ra cái bầu khí dung rất là mịn lẫn trộn cho đều trong không khí để diệt khuẩn, vì nó bay lơ lửng trong không khí như con vi khuẩn vậy. Và thứ nhì là nó sẽ không hao cồn nữa, rất là ít hao cồn. Mình mua 2 bình, loại là 1 lít một loại á, thì mình khử khuẩn 2 ngày nay, mỗi ngày sáng chiều, sáng trưa chiều tối 4 lần kỹ. Do mình cũng sợ nhà mình tiềm ẩn nhiều cái virus, cho nên là mình xịt 4 lần mà nó cũng chỉ mới hao có nửa lít thôi. Là nếu mà xịt bằng cái chai cồn thông thường thì sẽ không có tạo ra được cái bầu không khí như vậy. Nó ít hao cồn lắm. Trước ban công tưới cây cho nên cũng chắc ăn nhất là thò cái cây súng ra khỏi cửa để mình phun cho xịt khử khuẩn cái bầu không khí của cái khu vực vườn cây cái đã. Vì nhà bên trái mình, chính xác nhà bên trái mình có F0 luôn. Rất là nguy hiểm quý vị. Cho nên mình xịt xong rồi để mình tranh thủ đeo khẩu trang và ra đằng trước tưới cây khoảng chừng mấy phút thôi, nhưng mà cũng phải tranh thủ xịt khử khuẩn tới bầu không khí, và từ đó mình thò súng ra để mình khử khuẩn tới bầu không khí quanh nhà luôn. Nhưng mà tại giờ để ba thấy cái súng nó như tầm bắn của cái súng này để trộn không khí, thì mình thấy là với nút level 1 á thì nó sẽ trộn được từ nửa mét đến 1 mét, và đây quay lại đây luôn, sẽ 1.5 đến 2 mét. Từ đó thì khi mình đứng yên, mình rê nhẹ cây súng quanh phòng và sau đó bật thêm cái quạt xuyên vào nữa, thì lượng không khí của cái phòng nó sẽ trộn đủ. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những cái trang web mà mình hay theo dõi chỉ cách khử khuẩn không khí á, thì khi trộn đều như vậy thì nó sẽ trộn trong cái bầu khí dung của mình, và khi trong cái khí dung có lượng vi khuẩn thì nó sẽ bị diệt bớt, và khi lượng COVID-19 mà nó giảm, virus COVID-19 nó chỉ cần giảm nồng độ thôi, như vậy và khả năng mắc qua không khí là sẽ còn rất là thấp. Cho nên một ngày chúng ta sẽ khử khuẩn khoảng 3 đến 4 lần, thường thì 2 lần là cũng đủ, bởi vì nhà mình đang đóng kín cửa lết không mở cửa luôn. Nhưng mà do là đây là cái lần khử khuẩn đầu tiên cho nên mình xịt khá kỹ, mình xịt trong rèm, trên dưới tủ, trong các cái tất cả các cái vật dụng sinh hoạt, da rường, chiếu gối, mình xịt hết như vậy. Thì nhờ cái cây súng này cho nên nó trộn trong không khí thì nồng độ nó khá là ổn, bởi vì nó biến cái giọt bắn trở thành không khí. Cho nên là sau mấy ngày vừa rồi thì mình dùng mất chỉ có mới mình ở lít còn mà thôi. Còn nếu quý vị kỹ hoặc là như thế nào đó thì nhà rộng hơn hoặc là như thế nào thì sẽ rất là ok. Tại vì mình thì không gian là phòng khách, bếp, 3 phòng ngủ cũng như ban công trước sau, mình sẽ nó tốn. Giờ giám đốc cái chuỗi chủ của cái chuỗi cửa hàng thời trang V8 tại chợ Thông Tây, cũng như là một cái nhà kinh doanh bất động sản uy tín tại Gò Vấp cung cấp, và mình anh ấy cũng để lại giá vốn cho mình. Ban đầu thì mình cũng alo một cồn thôi, nhưng mà anh ấy cũng khuyên nên trang bị cây súng nano.
cho nên là thôi mình cũng trang bị để mà chuẩn bị trong thời gian tới khi thành phố mình ngày nào cũng tăng cao như thế này. Ai ở yên đó, chương trình thực hiện gần 10 ngày rồi, vậy mà hôm nay ngày 3 tháng 9 cả nước vẫn 14.000 ca, riêng thành phố Hồ Chí Minh 9.000 ca. Đây là một sự thật mà mình thấy là rùng mình và rùng rợn. Và trong những ngày tới, sau khi hy vọng thành phố chim tiêm toàn bộ mũi 2 cho người dân, thì chắc là toàn dân phải sống chung với Covid-19, bởi vì phải bung ra đi làm thôi, chứ không thôi bắt đầu thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu đồ ăn, thức uống, thiếu đủ thứ rồi, và mọi chuyện rất là khó khăn rồi. Mong rằng chúng ta sẽ may mắn khi trang bị cái việc khử khuẩn này, đeo khẩu trang, khoảng cách 5K, tiêu chuẩn 5K và cái điều kiện mới là 5T, cũng như là giữ khoảng cách khi ra đi làm để mà chúng ta bắt đầu trở lại với công việc. Còn nếu không thôi thì chắc sẽ rất 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 khó khăn. Và tiếp đây là tôi xin gửi đến quý vị cái video mà nói về Thái Lan, Singapore, các nước quanh ta, hoặc là Italia ở bên châu Âu cũng đã bắt đầu cái chương trình sống cùng Covid. Quay cả mà thôi. Đây anh Shipper đây vừa rồi vừa đưa đến nhà mình mà những chị và người thân. Và sau đó cũng nhân đây cảm ơn anh vì cung cấp cho gia đình mình sản phẩm này. Thân ái chào tạm biệt quý vị và kính chúc quý vị một mùa Covid thật nhiều may mắn. Đây là cái cách mà để chế cồn vào lọ và sau đó gắn vào cho đúng thì cũng rất là dễ thôi anh chị, gắn cho nó thẳng và nó khít cái ron thì nó sẽ không hở, không hao cồn và nó bắn, lực bắn nó rất là mạnh để đủ nó đi xa 2 mét. Khi mình để thẳng không rê súng thì tia bắn sẽ ra xa 2 mét nha anh chị. Loại cồn mà anh ấy đang bán cho mình đó là loại cồn 70 độ của công ty Dafaco gì đấy, và mình nghĩ rằng chúng ta có thể dùng nhiều cách chỉ thị thay đổi và giãn cách hơn thì mình sẽ ra nhà thuốc nhận gần nhà để mua nhiều loại cồn khác nữa, cồn màu và cồn cả cái loại khác để mà dùng cho nó đúng cái dịp đúng lúc. Đây thông tin của anh Nghĩa. Cồn này là dung dịch rửa tay khô sạch khuẩn quý vị, 99%, vừa đặt ngay có phút rất là ok. Cái cồn chỉ cần 70 độ là mình sẽ khử khuẩn không khí. Dung tích là chai này là 1 lít 1000 ml, còn chai này là mấy ta, 650 ml. Nhưng mà nếu mà mình không dùng máy bắn á, mà mình dùng ở trong cái chai này á, thì cái vòi này nè, tuy là nó có cái chế độ spray nhưng mà nó vẫn ra hạt to lắm và hao cồn. Dùng để xịt bằng tay thì được, xịt để xoa tay thì ok, tại vì nó vẫn còn hạt mịn nhưng mà nó vẫn còn ở chế độ là hạt nước. Còn nếu mà dùng trong cái máy bắn nano K5 á, thì nó ra thành hạt khí, thì khi đó cái việc rửa tay là không được nữa, mà nó chỉ là khử khuẩn không khí. Hai cái tác dụng khác nhau nha chị. Cái ống spray của cái chai á, thì nó vẫn còn hạt mịn mang tính hạt nước, xịt vào tay thì nó sẽ gây ướt tay và có thể rửa được tay.